Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vừa qua, Hoàng Yến chibi đã ra mắt MV yêu thầm và ngay lập tức tạo được hiệu ứng đối với người hâm mộ. Sau đó thì virus đã làm ngay một video giết sân MV này với những lời nhận xét của năm streamer về MV từ âm nhạc, ca sĩ cũng như là phong cách thể hiện. Trong đó, năm streamer không ngần ngại khen ngợi Hoàng Yến chibi, sexy sexy gợi cảm và một bước tiến mới hơn nữa. Đáp lại lời ngợi khen của virus, Hoàng Yến Chi Bi cũng phản hồi trên trang Facebook cá nhân anh đặng tiếng hoàng khen suốt nổ cả mũi. Em biết em vốn không được xinh sáng rồi mà a. À. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng thấy sự thay đổi khá táo bạo trong phong cách của Hoàng Yến Chi Bi. Mới đây, nữ ca sĩ cũng chứng minh cho mọi người thấy được rằng mình cũng sở hữu một ngoại hình gợi cảm và nóng bỏng với những hình ảnh sexy được đăng tải trên Facebook hình ảnh này khác biệt rất nhiều so với một hoàng yến chi bi mà mọi người thường thấy, đặc biệt là đã đập tan mọi tin đồn, không có gì. Hoàng Yến Chibi là một ca sĩ song, cũng là gương mặt quen thuộc đối với cộng đồng game thủ, đặc biệt là những người chơi liên quân mobile. Nữ ca sĩ từng khoe mình có 4 năm kinh nghiệm chơi liên quân, và vị tướng mà Hoàng Yến Chibi sử dụng nhiều nhất trong suốt quãng thời gian đó chính là điêu thuyền. Với tổng số trận tính đến tháng 9 năm 2020 là 1822 và tỷ lệ thắng 51.7%, Hoàng Yến Chibi có thể được xem là một trong những bếp điêu thuyền tại của Liên Quân Mobile hiện tại, nếu tính riêng về quãng thời gian chơi vị tướng này. Vừa là một game thủ thân thiện lại sở hữu ngoại hình nóng bỏng gợi cảm, dễ hiểu khi tại sao Hoàng Yến Chibi đã và đang nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng Liên Quân, nhất là khi nữ ca sĩ không ngần ngại vũ phan chơi cùng điều mà hiếm có ca sĩ nào dám công khai ảnh internet